Hello, xin chào cả nhà nha. Rồi, buổi tối ngày hôm nay em lên vài con mới cho cả nhà cùng xem nha. Đây, đó, một em rất là xịn sò luôn, gờ sóc nha cả nhà, nguyên hộp luôn. Đây, Casio gờ sóc, đó, chạy hai kim và ba kim chứ cả nhà, ba kim với ô điện tử nè, đèn tự động luôn, đèn nha. Rồi, cái kim nhỏ này là đo vận tốc nha cả nhà, tính vận tốc đó, ví dụ quãng đường bao nhiêu thì nó bấm nữa đó, cái kim này nó chỉ nè cả nhà, đó rất là độc luôn, tính vận tốc nha. Nè, ở trên đây có mấy cái gạch nè, là mình nhân lên một ô là 100, 1 2 3 4 5 6 7 7 với cái nó chỉ này 80 nữa, 780. Đó, bao độc luôn nha, nguyên rin phun bốc luôn. Đó, 10 ô thì giảm còn 10 giây thì còn 300, 350 đúng luôn nha cả nhà, 350, 10 ô 350 km trên giờ, có nghĩa là chạy được quãng đường 10 giây chạy được quãng đường 1 km đó. Đây nguyên rin luôn, đời cao nha cả nhà, đời rất là cao luôn, GA110HC 980 bao ship nha, sản xuất Thái Lan nè cả nhà, con này giá mới cũng vài cũ nha cả nhà, size rất là to luôn, đây size 50 nè, đó còn rất đẹp, đẹp lan can luôn nha, đó gờ sóc nguyên hộp luôn, có 980 thôi nha cả nhà. Rồi em qua cả nhà một con khác nè. Đây em lên cả nhà một con tăng Aurela Swift nè, Thụy Sĩ nha, 630 bao ship, 630 nha cả nhà, size 28 chưa núm đó, còn tem luôn cả nhà ơi, Thụy Sĩ nha đó, Aurela nè, sản xuất tại Nhật nè cả nhà, chạy bộ máy Thụy Sĩ nè đó, Swift Movement nè đó, nguyên rin rất là đẹp luôn nha, 630. Rồi em qua có nhà một con đồng hồ đây nhà ơi, một em mặt xanh rất là đẹp luôn, 950 bao ship nha, đó, niềng xoay nè cả nhà nghe nè, rất là đã luôn, chống nước nè, con này thuộc dạng là đi bơi đi lặn nha. Nè, đó, nấm cổ chai luôn cả nhà, chưa kể dạ quang nè. Đây đâu ta, dạ quang nè, trời ơi bao phơi luôn nha cả nhà, size rất là bự luôn, size 42 chưa nấm, cả nấm 46 thép đúc xịn sò nè cả nhà, đọc tiếng Nhật nè, Hiakuichi, chống nước 200 m, đáy xoáy thép đúc nha, rất là nặng luôn, dây tay nè, dây đủ tay 18 nha cả nhà, hoặc là mình khê mắt nha, mắt này kiếm rất là dễ, mắt chữ U nè cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn nè, cực hiếm luôn, lịch lọc nha, lịch có kính lúp nè, chạy nè, trời ơi xanh phong thủy mặt hai lòng luôn, rất là đẹp, 950 bao ship nha, nè cả nhà rất là đẹp luôn nha, này mà giờ thêm một mắt nữa là đủ tay 19, thêm hai mắt đủ 20, xài bao phê luôn, liền xoay nè. Đó, bởi vậy mà có nhiều khách hỏi em hẹn bên em lỡ mua phải hàng fake sao, mua hàng fake em tặng cho 2 triệu, còn nếu mà hả hàng đó mà hàng real thêm cho em 500 uống cà phê đó, sao có ai dám hỏi gì không. Đây em lên cho cả nhà một con vỏ đồng cơ cốt, đây, lên cốt rồi cả nhà, đó nè rất là đã nha, anti manic gì nè,
có kháng từ luôn. Em bán cho cả nhà 580 bao ship. Size 40 41 chưa núm. Vỏ đồng nha, nè. Nội địa Nhật nha, thường nhiều con nội địa Nhật nó không cần ghi thông tin tại vì nó ở bên Nhật rồi. Đó. Nguyên rin từ anh Z 580 thôi cho nó nhanh. Đó, bởi vậy nhiều người hỏi em bán hàng phay thì sao, hàng phay tặng luôn 2 triệu cho nó nhanh gọn lẹ. Đó, niềng xoay rồi em lên cho cả nhà một con đồng hồ của Đức Adidas Adventure chạy máy Thụy Sĩ 680 bao ship. Đó. Đây, đáy xoáy chống nước 100 m. Núm cổ chai, size 36 37 chưa núm, 36 37 chưa núm nha. Đó. Tại thực sự là nhiều người không biết nên thôi. Em thì bán trước giờ hàng Nhật, hàng Thụy lâu rồi. Đó. Đây, em lên lại một con Thụy Sĩ. Con này là chẳng may em làm rớt, nó mình nứt, em bán lỗ 530 bao ship, dây đủ tay 17. Đó. Mặt xanh phong thủy và dạ quang sốt trò nha. Đây, dạ quang nè cả nhà. Bao phơi luôn. Size 37 chưa núm, dây đủ tay 17, thép đúc nguyên khối luôn. Này chẳng may làm rớt nên mới bị một giày thôi chứ hả. À, nứt ở trong chứ không phải nứt ngoài nha. Đó, 530 bao ship nữa nha. Đây. Awagia. Seiko. Đó. Em bán vui vẻ cả nhà, 380 bao ship. Dây nè. Đó. Đáy xoáy nè. Sản xuất tại Nhật luôn. Nè, dây mà hàng phay, giáp ban nè. Đó. Thiệt, nói nhiều câu, nhiều khách em nói em tư vấn mỏi miệng luôn á. Khách bảo lỡ mua trúng hàng phay sao em tặng cho 2 triệu uống cà phê. Còn nếu mà đúng hàng thật á, gửi lại em 500 để em uống cà phê lại. Đó. Size tầm 36 năm. Đó. Dạ quang có luôn, 380 bao ship nha, Seiko nha cả nhà. Niềng xoay đáy xoáy núm cổ chai chống nước 200 m, có dạ quang thôi nha, hai ô lịch rồi. Qua cả nhà một con khác nè. Đây. Một em điện tử. Phải nói là rất là sướng luôn. Điện tử mà dán tăng dây nè. Cả nhà thấy đẹp không? Nội địa Nhật nha. Đó. Rồi nhiều người không biết nội địa Nhật mà tại sao made in China. Rồi. Nhà máy Nhật Bản đặt nhà máy tại Trung Quốc, mướn người Trung Quốc sản xuất, vẫn là linh kiện của Nhật. Đó, hàng có sao nói vậy. Quay Scepter Multiband 5 dùng GPS để mà tự cập nhật thời gian nếu mà ở bên Nhật. Đó, gọi là hàng nội địa Nhật đó cả nhà. Nè, bắt sóng nè, cần thì em đè nè. Đó. Receive nè. Có radar nè. Tại mình ở Việt Nam nên mình phải dùng điện thoại giả lập cái sóng. Đó. Bấm nè. Size cũng to nha cả nhà. Em bán con này là 680 bao ship nha. 39 chưa núm, càng 45 dây hả, dây dài luôn, đèn chuông đồ đầy đủ chức năng rồi cả nhà. Đeo con này là bao phơi luôn, dán tăng người lớn trò dây nè, 21 luôn á chứ 20 gì. 680 à, nhiều shop nó bán con này hả 800 900 ngàn, đảm bảo luôn. Giá mới cũng hả, giá mới giờ hết sạch hàng rồi. Một thời em bán con này phải 800 mấy, 850. Lúc đó hả, cực hiếm.
Đây, em lên lại một con đồng hồ multiband 6, size 40, chưa núm, dây rút, pin năng lượng nha, nội địa Nhật nha, đời cao, để chuông chuông nè, có báo bước pin nè, giờ thế giới, năm báo thức, bấm giờ thể thao, đếm ngược thể thao, đó đầy đủ lịch vạn niên luôn, đèn nè, dạ quang nè. Đó, dây nè, đất đó cả nhà, 300 lộn nha, 780 bao ship nha cả nhà, rất là đẹp luôn, nguyên zin, pin khỏe, xài con này là khỏi phải thay pin chi mất công. Rồi em lên tiếp một em Citizen nè cả nhà, này xoay 2 chiều, 480 bao ship cho nó nhanh, có dạ quang luôn, liền xoay 2 chiều Citizen nha, size của nó là 39 chưa núm, cả núm 42.5 nè, nó sản xuất tại Nhật luôn, Japan Y nè, GN4S là của Citizen nha. Đó. Đây lên tiếp cả nhà một con đồng hồ Casio Overland. Rồi. Nó tự báo thức luôn rồi cả nhà, 9 giờ mấy nè báo thức luôn nè, hôm qua em có giới thiệu đó, báo thức đây Casio Overland dạ quang học trò, size 40 chưa nấm, dây thép đúc, dây phối sơn nhám, 880 bao ship nha, sản xuất Thái Lan, pin năng lượng nha, lịch vạn niên luôn, 880 bao ship nha, dạ quang nè. Đó. Size nè, size đủ tay 18 thôi. Lịch vạn niên luôn nha cả nhà. Rồi, đây em lên cả nhà combo Citizen đời cổ nha. Đây, một em Citizen đời cổ nha. Pin kim choi. Đó, 580 bao ship nha. Có Cosmotron nè. Dòng này cực cổ luôn nè, đây đừng có nghĩ là nó bị lên vậy là xấu nha cả nhà, nó là một vết kỷ niệm, một cái vết mà chỉ có những đồng hồ cổ mới có thôi, đeo vô nhìn biết là cổ liền, đời cổ nha. Nè, không tin cả nhà cứ search Cosmotron này nè. Đây đáy của nó nè, siêu hoài niệm luôn, Citizen Stainless Steel nè, đó nè, đáy xoáy nè, đúng nè, đó. Hàng cổ nha cả nhà, dây nè, size của nó là 37 6 cho 38 ngang đi, càng là 40, đó vừa tròn vừa vuông giống như quả trứng vậy. Lên tiếp cả nhà một con hàng cổ đây, 650 bao ship, mặt xanh kim cọc mạ vàng Cosmotron luôn nè, 650 hao lịch, lịch này chắc ấn quá à, không phải, đó lịch nhảy đàng hoàng nha, đó, cũng hàng cổ luôn, GN4WS nè cả nhà, nó kim choi này nha, giống như automatic vậy, chỉ có 650 thôi, size đo ngang là 37.5 nè, đó, dây thép đúc luôn, dây đời mi, đó, rất là hoài niệm luôn nha cả nhà, hàng cổ, ví dụ em là ba mấy tuổi cổ về chắc bằng tuổi đời của em rồi đó, con này thì xấu, 530 bao ship nha, đó kim chôi luôn, thép đúc luôn, size chắc cũng bằng mấy con kia nè,
Size đo ngang là 37.5 nè. Đó. Thép đúc luôn nha. 530 bao ship. Rồi. Em vẫn còn về nhiều sợi dây này nha. Cực xịn luôn, không xịn này thì em cũng không bán làm gì. Đó, với mấy năm kinh nghiệm bán hàng thì em thấy sợi dây này rất là ngon. Nè. Cực kỳ ôm tay luôn, đeo nè. Nè. Bên đây là nó mịn, nó đã, nó sướng. Gồm 5 cái ghép lại nha. Ở ngoài này sang, còn trong nó mịn, đeo đã lắm. Cực sướng luôn. Đầu 20 nè, đủ gắn cho mấy đồng hồ phổ biến hiện nay. Với giá là 330 bao ship kèm cái này để mở mắt dây nha. Bên đây 4 mắt nè, bên đây 4 mắt nữa. Đây 3 lỗ tăng đưa. Thêm mấy chốt đầu dây nè. Còn cái này để mở chốt đầu dây của cái đồng hồ cũ hoặc cái đồng hồ này luôn. Dây đồng hồ đó nha. Còn đây là khóa gài nè. Bảo vệ, đây bấm ra nè. Cực xịn luôn, thép không rỉ. Đúc nha, mà không nặng không nhẹ, đeo cực kỳ sướng luôn. Đó. Đây để em so sánh với một cái đồng hồ có ôm hay không nè. Dây như vậy sao ôm đúng không? Nè. Đeo lên tay nè, khác biệt liền. Nè. Ôm trong một cái giới hạn nào thôi nè, cái này mới gọi là ôm nè. Đó, ôm sát cái vòng tay của mình luôn. Mà vẫn để cái độ hở, cái độ khoát khoát hơi cho cả nhà nha. Nè, có lỗ để khoát hơi rất là nhiều. Nên không có tạo cái độ nóng. Nè, lỗ nè rất là nhiều, đeo cực sướng luôn. Đó, bữa giờ em bán cũng mấy chục bộ rồi nha cả nhà. Đây em tặng thêm cả nhà một cái này nha, để mà chọt đầu dây. Rồi em lên tiếp cả nhà một con đồng hồ thông minh Amazfit GTS. Em bán cả nhà là 1.880.000 nha. Đồng hồ thông minh nha cả nhà. Con này hàng xịn nha. Màn hình AMOLED. Đo ngang là 35, chưa núm, cả núm là 38. Đó, dây nè. Tặng thêm cả nhà một sợi dây da luôn. Đó. Đặt kèm theo luôn. Con này là phiên bản Gold nha. Gold nè, rất là nhiều chức năng luôn cả nhà. Đó, thông báo tiếng Việt nè. Con này rất là nhiều chức năng. Đó, mã nó là GTS 2. GTS 2. Màn hình AMOLED nha cả nhà. 1880 bao ship. Đó, chuột nè. Pin hả? 1 tuần luôn. Không kết nối với điện thoại thì 10 ngày. Đó, đây. Chức năng của nó nè, đo nhịp tim, theo dõi cực mượt luôn, bao châu bảo hành cho cả nhà luôn. Con này em mua chính hãng nha. Cài đặt hiển thị này kia hệ thống nè. Đây giới thiệu nè, có wifi, có dung lượng 4G seri luôn, có nghe gọi luôn. Đó. 1.880.000 cả nhà. Rồi đây khích giá rẻ em có luôn, 330 bao ship, size 38.5 ngàn. Đây cả nhà, có app rồi, theo dõi sức khỏe luôn. Đó. Ừ. Vừa cảm ứng, vừa có nút cuộn, đo nhịp tim, huyết áp, điện tâm đồ, oxy trong máu. Đó. Mà mặt đồng hồ mình có thể tự cài mặt luôn. 330 bao ship nha, kèm sạc nha. Rồi thôi em đây em vẫn còn máy cào râu 3 đầu nha cả nhà, 240 bao ship nha. Lưỡi dao tự mài luôn, 240 bao ship. Rồi, vừa cạo râu, tỉa tóc, cắt tóc, cạo lông mũi nữa cả nhà ơi. Em đang xài luôn. Đó.
xài cái này tiết kiệm cho bản thân, cho gia đình. Đó, 240 bao ship nha cả nhà. Rồi em mời cả nhà nha.